À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, ngày hôm nay thì em sẽ lên cho tất cả các bác hai dòng dây loa, đó chính là dòng dây loa lọt đót Odin Gold và dòng dây loa lọt đót Odin. Đấy, thì những dòng dây loa này thì đó là một trong những thương hiệu cũng rất là nổi tiếng rồi. À, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết tỉ mỉ hơn cho những bác nào chưa biết về hai cái dòng sản phẩm dây loa lọt đót như thế này nhá. Đấy, tất cả cái dòng dây loa này thì nó đều một cái điểm chung, đó chính là dòng dây loa bán tròn nha các bác. À, rất là chất lượng. Và dây hiện tại là những dòng sản phẩm như này thì bên em ấy, đang bán cho các bác mức giá cũng khá là tốt thôi. Thì bây giờ các bác cùng em đi vào chi tiết sản phẩm dòng dây loa lọt đót như này nhá. Đấy, trước tiên thì đây em sẽ lên cho các bác xem về cái bộ dây loa lọt đót. Đấy, dòng này thì nó là dòng dây mạ bạc. Đấy, đây các bác nhìn chưa. Đấy, nó là dòng dây mạ bạc thì toàn thân dây của nó đây các bác nhìn chưa. Đấy, những lớp bạc này rất là sáng nha. Đấy, tỷ lệ bạc nó rất là tốt, các bác nhìn thấy chưa. Đấy, các bác nhìn loại dây của nó này. Đó. Bởi vì sao cái hãng lọt đót này người ta lại dùng những cái, nó lại dùng và sử dụng cái công nghệ là đan xoắn. Bởi vì khi các bác sử dụng cái công nghệ đan xoắn như này của hãng, người ta sản xuất ra để tiêu nhiễu đi là một này. Thứ hai nữa là cái tốc độ truyền tải âm thanh nó đảm bảo hơn tốc độ đấy, khi cái đường truyền âm thanh vào những cái con loa âm ly nhà các bác nha. Và một cặp dây loa lọt đót Odin Gold như, em xin lỗi, lọt đót Odin như thế này. Đấy, nó có chiều dài là 2,5m một vế thôi. Đấy, dây thì bên em về là hàng nguyên bản. Đấy, đầu rắc của nó đây, em sẽ quay cho các bác xem cái đầu rắc của nó đây. Đấy, đây chính là những cái bộ đầu rắc của nó này. Đấy, đều được mạ những lớp carbon để chống oxy hóa nha. Đấy, các bác nhìn chưa, dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này này. Này các bác nhìn này. Đó, dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đó, các bác nhìn này. Đấy, lõi dây đây. Đấy, tất cả đều là lõi bạc nha các bác. Thì riêng cái dòng lọt đót này thì những bác nào mà đang muốn cải thiện cái tiếng chép nó sáng này, trung âm nó có độ chi tiết này, tiếng bát nó sâu và nó mềm này, đó, thì các bác có thể lấy cái dòng dây loa lọt đót như thế này. Đấy, các bác về các bác phối ghép với dàn âm thanh nhà bác cũng rất là hay nha. Một bộ như thế này, một bộ dây loa lọt đót như thế này thì bên em đang bán nó bằng mức giá là 3.900.000 một bộ nhá. Mỗi vế là 2,5m, dây thì rất là đẹp rồi, nó là hàng siêu lướt cho các bác rồi. Đấy, đó, kế bên các bác đây. Đấy, thì cái dòng này thì nó lại là dòng cao cấp hơn, bởi vì nó là dòng dây được mạ những lớp vàng công nghiệp 24K nhá. Đó, đây các bác nhìn chưa. Đấy, những lớp vàng công nghiệp 24K, dây là dây nguyên bản bên em về nhá. Và nó có chiều dài thì cũng như là dòng Odin thôi, nó đều là dài 2,5m và dây là dây chống nhiễu một chiều cho tất cả các bác nha. Và đây, em sẽ quay cho các bác xem này. Đấy, cái thân dây của nó này. Đấy, các bác nhìn đó, tất cả đều là mạ những lớp vàng công nghiệp như này nha. Đó, các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp. Cặp này thì nó cũng là hàng lướt ở bên đó, người ta bên em là đấu giá về được nhá. Mỗi vế thì 2,5m và đây các bác có thể thấy được là nó đều đó in ký hiệu của dòng lọt đót Odin Gold này. Đấy, các bác nhìn nè. Đấy, lọt đót Odin Gold cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, loại dây của thằng này thì nó cũng đều là những dòng dây được mạ những lớp vàng công nghiệp như này. Đấy, các bác nhìn ra. À, cực kỳ là đẹp, đầu rắc của nó đây, rắc cũng là rắc nguyên bản bên em về nhá. Thì một cái cặp dây lọt đót Odin Gold như này thì bên em đang bán ở bác mức giá cũng rất là tốt nha. Cặp này thì em đang bán ở bác mức giá là 6.200.000 nha một cặp. Đấy, dây loa lọt đót Odin Gold, bác nào mà thích cái chất âm mà nó sáng này, nó thoát tiếng ra, làm sao mà tiếng trung âm cũng như là tiếng chép của nó có độ thanh thoát, tiếng nó bay bổng, thì các bác có thể sử dụng cái dòng này nha. Đó, các bác nhìn chưa. Đấy, một cặp như này thì em về là không có nhiều đâu, thi thoảng mới là hàng đấu giá nhật về được, thì em tranh thủ lên và giới thiệu đến cho tất cả các bác. Những bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn cải thiện tốt về cái chất âm, đấy, thì các bác có thể tham khảo ngay hai cái dòng dây loa của lọt đót như này nhá. Rồi, thì ngày hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác cái dòng dây loa lọt đót Odin và dòng lọt đót Odin Gold, hai dòng này. Thì bác nào đang có nhu cầu về cái sản phẩm nào, các bác có thể alo ngay cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 888. Bên em sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhé. Rồi, thì sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.